chạm tay lên bờ vai áo, chút ửng hồng em xinh yêu. Em có muốn cùng anh đi qua bao bão sông, có muốn ở cạnh bên anh đến suốt đời, một thế giới riêng anh và em với những niềm vui hạnh phúc đắm say. Anh muốn là người chở che khi em yếu mềm, anh muốn được vòng tay xoa ôm em mỗi đêm. Liệu anh có thể là người em chọn sánh đôi? Đây là sao? Một người gầy và một người cao, một người quen buông lời cay đắng lấy va vào em, một người ngọt ngào. Thế giới có thể đánh giá hai đứa rất khác nhau, nhưng như vậy không đúng, bởi vì tôi chỉ muốn được tay em. Sau khi gặp công chúng,